Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh sáng nay chủ trì hội nghị tổng kết nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương năm 2020, đồng thời triển khai nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương trong thời gian đến. Năm 2020, nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ và đạt kết quả toàn diện, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Nổi bật trong đó, tỷ lệ tổ chức giao quân đạt 100% chỉ tiêu, công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh được chú trọng. Công tác phối hợp tuần tra 8394 của Ủy ban Nhân dân thành phố được triển khai hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Công tác hậu cần, tài chính luôn được đảm bảo, tỷ lệ quân số khỏe đạt 99,53%. Đã đầu tư khoảng 59 tỷ đồng xây dựng các công trình cơ bản và tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng đúng tiến độ. Trên cơ sở đó, hội nghị đã tiến hành thảo luận những mặt còn hạn chế, đồng thời đề xuất kiến nghị các giải pháp định hướng cho nhiệm vụ thời gian đến. Trong đó tập trung đẩy mạnh giáo dục quốc phòng an ninh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về quốc phòng quân sự địa phương, xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ, tiếp tục củng cố nền quốc phòng toàn dân, góp phần thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống hiệu quả các loại tội phạm.